Chị em phụ nữ có 4 tướng sau đây, được xét là tướng vượng phụ ích tử. Thứ nhất là tóc, thứ hai là trán, thứ ba là mũi, và thứ tư là toàn hình dạng gương mặt. Tóc như thế nào được gọi là tốt? Thứ nhất là tóc đen, mượt, mịn, dài. Trán như thế nào được gọi là tốt? Trán cao, sáng, căng, đầy. Mũi như thế nào được gọi là tốt? Mũi ngay ngắn, quý vị nhớ là ngay ngắn, không nghiêng lệch, cao vừa phải. Hai bên cánh mũi lang thai, bình vị, kín đáo, và phần chuẩn đầu căng mịn. Và phần thứ tư liên quan đến phần da thịt, nếu như lộ xương cốt thì không tốt. Da rẻ trắng trẻo mịn màng được xét là tốt. Còn ngược lại, nếu người phụ nữ nào có tóc khô cứng, trán vát hẹp, mũi xương lộ lệch, đặc biệt là đến phần gương mặt mà lộ cốt, hai lỗ quyền nhô cao, đấy là tướng hình phu khắc tử. Chúng ta phải hiểu rằng tóc là huyết dư, mà phụ nữ quan trọng nhất là khí huyết. Khi khí huyết đã sung mãn thì da rẻ được tốt tươi, như vậy là đấy là tướng vượng phù ích tử.